chúng ta sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò Roblox. Hôm nay mình chơi nuôi thú ảo nha các bạn. Mấy con thú này dễ thương. Quá trời luôn. Trò này là mình sẽ đi đụm những cái đồng vàng cho thú mình nó lên cấp từ từ các bạn. Mới sáng sớm mà đông vui luôn. Mấy con thú này nó coi tiền như thức ăn nha các bạn. Càng nhiều tiền càng lên cấp. Thú mình cấp 5 nữa. Mấy đồng tiền nhiều này chừng nào mình có nhiều thú thì mình mới lấy nha, không thôi có thời gian nó lâu lắm. Trong mấy chục giây rồi. Giờ mình chỉ ăn những cái đồng tiền nhỏ trước đi. Kiếm tiền để mua thêm bét. Này nó muốn giao dịch gì với mình đó các bạn. Mà thôi. Tại bổ giờ thập xanh thì ít lấy thông thì nhiều. Vàng đang tăng giá mà mình thấy những cái đồng tiền này mình còn thấy ham nữa các bạn. Giờ chưa có nhiều bet thì mình chịu khó mình cài thôi. Hơi lâu một xíu. Kiếm tiền mua. Nghe cái tiếng con bé nó ăn cái đồng vàng sướng thì tiếng. Bét mình bây giờ lên rồi nó ăn nhanh lắm. Rồi đó mới level 1 nó ăn chậm lì. Bây giờ mình gán cho nó lên cấp. Được 237 đồng. Cái ứng dụng Roblox mình nó nhiều cái game hay lắm. Mình sẽ từ từ mình chơi hết. Các bạn đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình. Kênh của mình là chuyên giới thiệu về những game, những cái hướng chơi. Mong mấy bạn chia sẻ để mình có cái động lực ngày càng ra nhiều clip hơn. Thôi tạm thời trò này mình dừng ở đây, giờ mình qua trò khác. Trò Fancy Red Bone. Tắt cái wifi đi. Tại cái quảng cáo nó chạy lên tùm lum. Đù. Rồi ta. Húp. Đồ bắn như tên lửa vậy. Húp. Chờ nó hơi bị căng nha. Cái gì vậy trời.
Trà này hơi bị chua nha các bạn. Mới vô mà làm gì khó gì trời. Quá ngon. Quá. Rồi, xong phim. Trời. Trang là gì vậy ta? Thank you.
cái lửa nè. Chọn turbo spa. Okay. Được không? Được không? Chợ này giải mấy bạn, mình giữ cái phím này rồi mình lặn qua đằng lại nè. Đủ rồi không? Đủ. Chết luôn. Cố gắng ăn nhiều tiền lên các bạn. Mình giải thứ 5 luôn các bạn ơi. Rồi chế lại thôi. Rồi hạng nhất rồi các bạn ơi. Hay quá. Đục, giảng ngân hàng quá đẹp các bạn ơi. Nhìn mình còn mê nữa. Cố gắng ăn nhiều tiền lên để mình nâng cấp. Khó điều khiển lắm nha mọi dạng. Lượm được cái vũ khí 500 tự hút hết tiền. Ok. Độ bây giờ ghê quá mấy bạn ơi, chạy như cái máy luôn. Giờ mà chỉ cần đụng trúng cái gì là chỉ có chết thôi. Hy vọng về hạng nhất. Ok, hạng nhất. Lấy kiếm này đụng là giết nữa các bạn, rất là lợi hại. Thôi mình sẽ giết mấy thằng ở trên để nó khỏi tranh cái hạng của mình. Quốc mày 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 quá, mình giết con này luôn. Ok, hạng nhất nữa các bạn ơi.
qua game khác nha mấy bạn. Stupid Boy, những chàng trai ngu ngốc. Mày là mình chọn ai sẽ là người chết trước, giờ mình chọn nam hay nữ, chọn nữ đi. Ok. Ồ, thua rồi. Nam chết trước. Trò này nó cũng là một cái trò chơi dí tại nha. Mình phải tính toán rồi. Nữ chết trước. Ai sẽ là người chết trước đây? Rồi nam chết trước và cô nữa mà. Mình chơi cho này mình phải quan sát tổng thể nha các bạn. Vậy chế bệnh mình sẽ gớt từ đây xuống nè. Trúng này. Mình nghĩ là nữ sẽ chết trước các bạn. Tại vì nam nó có nhiều lực cản. Đúng như mình đoán luôn, nữ chết trước, mình thắng trận này. Chị Minh gỡ xuống này bật lên, nữ chết trước. Trò này cũng đơn giản thôi, vậy mình qua trò khác. Like color. Trò này hả, nhìn nó hấp dẫn quá. Giữ luôn cái phím này, mình chạy mình vượt chứ ngại vật nữa các bạn. Lại thôi. Mình phải đi từ từ nhẹ nhàng. Nhấp nhả đều đặn. Thôi là đụng vô chứ ngại vật chết. Ok, về đích. Khá đơn giản phải không mấy bạn? Trò này đòi hỏi tính kiên trì của mình. Nhấp nhả đều đặn. Đó, bây giờ mình đi theo từ từ nè. Ok. Rồi, những phút nào nhanh thì mình nhanh. Đó, mình đi từ từ bắn. Về đích. Trò cũng khá đơn giản không các bạn.
trò đòi hỏi tính kiên trì nha mấy bạn, phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Thấp tóc chả chả đồ bị hoại tâm. Xếp bắt dùm mày. Hay quá, 192 mét, kỷ lục mới. Mình ghét bỏ quảng cáo mấy bạn, nó quảng cáo tầm lưng thôi. Lên. Ok. Ok. Mình sẽ có kỷ lục mới chăng? 90 mét. Chết, mình lỡ tay các bạn ơi. Thua. Lỡ tay bấm lộn. Quảng cáo hoài ta. Kỷ lục mới 193 mét. Chỗ này thì đơn giản vậy thôi các bạn. Giờ mình qua chỗ mới nha. Finray 3D. Chợ này là mình thi đấu vượt chướng ngại vật. Chợ này cũng bình tĩnh kiên trì. Sẽ hấp tấp chết các bạn. Mình chỉ cần đụng một chướng ngại vật là mình sẽ đi lại từ đầu. Rất là vất vả. Đi từ từ thôi mình cũng vượt qua. Ok. Ê, trời ơi, chút xíu nữa thôi à. Bình tĩnh chạy vượt chướng ngại vật thôi các bạn, không có gì khó hết. Ôi ôi dính cái giò. Thôi thôi. Gắn lên. Sao chạy chậm dữ vậy trời. Nhanh lên nhanh lên. Rồi nó thắng luôn mà.
lại nè. Cố lên, cố lên. Rồi, thắng rồi các bạn ơi. Kiên trì là yếu tố tiên quyết của trò này nha các bạn. Thấp chết rất là nhiều chướng ngại vật. Sợ một cái là tao phải đi lại từ đầu rất là mệt mỏi. Chơi quen tay ok mấy bạn ơi. Rồi xong rồi mấy bạn ơi, hôm nay là mình đã chơi hết tất cả các trò dễ lắm. Hy vọng mấy bạn ủng hộ mình để mình ra nhiều clip nữa nha. Xin chào các bạn.